quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những người nghệ sĩ được vinh danh cũng như được sự công nhận và tài năng trong cái không gian sân khấu cũng như là sự công nhận của khán giả và các cấp ngành cũng như là đảng và nhà nước, với những người nghệ sĩ qua quá trình cống hiến của họ là một điều vô cùng vui mừng. Và vào đầu tháng 3 vừa qua thì đảng và nhà nước cũng đã tiến hành trao tặng cũng như là truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trên cả nước với 389 nghệ sĩ ở Việt Nam, và đặc biệt là trong địa bàn tỉnh Bình Định của chúng ta thì cũng đã có 8 nghệ sĩ được vinh danh là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến phim trường của chương trình một cặp đôi nghệ sĩ ưu tú, tân nghệ sĩ ưu tú mà tôi nghĩ là câu chuyện của họ vô cùng thú vị. Họ là một cặp nghệ sĩ ưu tú cùng đồng hành với nhau trong diễn xuất, trong cuộc sống đời thường, và cùng được nhận trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong một ngày, và cùng có rất là nhiều những cái thành công trong nghề nghiệp của mình, đồng hành với nhau trong những cái vai diễn. Và chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh về cặp vợ chồng, cặp nghệ sĩ ưu tú này trên sàn diễn của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Bình Định. Và chuyện ngày xưa cứ như còn mãi, phải không anh? Ừ, chuyện ngày xưa của chúng mình rất là vui, phải không em? Dạ, anh Siêu. Rồi lại chuyện ngày xưa, xưa hai đứa chúng mình. Thời gian trôi sao như vắng vắng còn đây. Mình trong tay cùng vui mua những đêm trăng. Lèo cây mà anh hái trái, làm qua tân em. Ôi kỷ niệm xưa, em chẳng thể quên. Tình anh cũng thể chẳng quên. Em nay 18, em nay đã lớn rồi. Em xin như thế, hoa bơ lan giữa rừng. Anh Siêu. Nhưng mà đi đâu? Về Tây Sơn, quê tiếp. Tây Sơn quê của nàng ư? Vâng. Đó cũng là quê hương thứ hai của ta, mà ta đã hằng yêu thương gia diệt. Phu nhân ơi, Tây Sơn đối với ta biết bao nỗi niềm khắc khoải. Cũng đã bao năm rồi ta chưa về lại quê nàng, bởi hai vai ta nặng gánh giang sang, nên đường về quê vợ cứ lỡ làng lỗi hẹn. Phu quân, chàng lỗi hẹn vì non sông đất nước, thiếp nào dám đâu buồn trách dối hờn. Chàng còn nhớ không, nhớ ngày tiếp theo cha từ Tây Sơn ra đến Phú Xuân. Ta khăn gói thi hương và gặp nàng giúp ta đuổi cướp. Và nở duyên như đã từ kiếp trước, để thiếp chàng vẹn chữ trăm năm. Bao năm xây đôi mình, hương giang sông reo đôi bờ mừng ngày gặp gỡ. Khi cùng chúng chuyến đò qua, phu quân. Tơ hồng duyên tình đôi mình sẽ kết, nước non hương trà nàng đã theo ta về. Trăm năm sắc son bên chàng nhờ thiếp đã. Tây Sơn xiết bao ân tình, có người con gái châu đài. Phu quân, phu nhân. Ngày vui nay đã qua nhanh, biết đâu tim lại
bề dấu thân trầm can qua duyên lứa đôi sao tròn trăm năm. Phu quân. Vâng, xin chào hai bạn. Có thể nói là cái vinh danh của nghệ sĩ ưu tú với cặp vợ chồng của các bạn, với cái quá trình mà mình cống hiến công tác, có lẽ là một cái cảm xúc vô cùng vui mừng rồi, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hai đứa em thì cùng tốt nghiệp ra trường từ cuối 2004, thì 2005 là về đoàn và bắt đầu 2006 là vô biên chế, và từ đó đến nay là hoạt động cùng nhau trong nghề. Rất là vinh dự, bởi vì là bản thân cũng như là hai vợ chồng là đại diện một trong số các nghệ sĩ của nhà hát, của đoàn là được vinh danh là nghệ sĩ ưu tú trong đợt này. Bởi vì cái sự cống hiến của mình suốt bao nhiêu năm nay đã được đền bù. Dạ, khi đã nhận lên danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, dạ, cảm xúc bây giờ rất là vui, mừng và xúc động và rất tự hào ạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều vô cùng đặc biệt đối với cặp nghệ sĩ này đó là ngoài đời thật thì họ là tình chồng vợ, nghĩa phu thê. Rồi trong sân khấu thì họ đồng hành với nhau trong vai đào kép chính hầu hết là những cái vở diễn của đoàn ca kịch Bài Tròi Bình Định, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Đặc biệt là các bạn đã có khoảng thời gian 10 năm cống hiến vô cùng thành công, đó là với Dung là khoảng từ năm 2014, rồi Phú là khoảng năm 2016. Là từ đấy đến bây giờ, với Dung thì 10 năm, cho cái chặng đường 10 năm đến năm nay thì là 5 huy chương vàng, còn Phú thì cũng từ năm 2016 đến nay mới có 8 năm thôi, nhưng mà cũng là 5 huy chương vàng cá nhân. Mình nghĩ đó là một cái khoảng thời gian bứt phá tăng tốc rất là nhiều. Khoảng thời gian đó thì nói chung là em thì em thật sự nói về đoàn thì em về đoàn trước anh Phú, là bởi vì khi mà ở tại đoàn, tuyển tại đoàn ấy, khi mà chưa mở lớp bên trường ấy, thì em được tuyển tại đoàn từ bước chân vô nghề là năm 2000. Em nhớ chính xác là tháng 10 năm 2000 là em đã bước chân vô đoàn và học ở đoàn tại một năm tại đoàn và được đào tạo tại đoàn về hát, về diễn tại đoàn. Sau đó là 2001 mới bắt đầu mở cái lớp gọi là trung cấp dân ca bài chòi khóa 5. Thì lúc đó thì anh Phú mới vào, một năm sau anh Phú mới vào. Thì lúc đó lớp học, nhưng mà em cũng thuộc cái dạng vừa học vừa làm, cho nên cũng may mắn hơn các anh và các bạn là mình học tại đoàn, mình được may mắn được xem với cô chú diễn nhiều hơn. Và cái chuyên môn của em thì em học nhiều hơn, cho nên là trong quá trình các anh chị và các bạn học thì em cũng đã đi diễn với đoàn và có cái sự thành công hơn mọi người trước một tí. Phú ơi, cái huy chương vàng đầu tiên của bạn vào năm 2016 là vai diễn gì nhỉ? Dạ, cái huy chương vàng đầu tiên năm 16 là 2016 là vở Hồn Tháp, vai Chế Biên Thành. Một vai chính diện đúng không? Chính diện. Còn Dung, năm huy chương vàng đầu tiên của Dung là năm 2014. Dạ không, 2011 ạ. Năm 2011 em huy chương vàng vai Thoại Khanh trong vở Thoại Khanh Châu Tuấn. Dạ, lúc đó là liên hoan bài chòi toàn quốc và tổ chức tại Bình Định mình luôn. Và cái huy chương vàng mà năm 2014 ấy, đối với em nó có rất là nhiều kỷ niệm, mà mỗi khi nhắc đến nó là kỷ niệm mà nó là cũng niềm vinh dự và cũng rất là xúc động. Bởi vì năm 2014 là tổ chức thi tại Cần Thơ, và lúc đó là chỉ có mỗi một đoàn ca kịch bài chòi là đại diện cho cái ngành dân ca kịch toàn quốc để đi thi trong đó. Và chị và mọi người biết rồi, trong bữa nay cải lương người ta mạnh lắm, người ta mạnh về hát, về vũ đạo rất là nhiều. Cho nên khi mà đoàn đi vô trong đó, xác định một đi là sẽ chiến thắng, hai là có thể không thành công, thậm chí nghĩ tới mức vậy. Cho nên là trong quá trình đi nhà mình nói thôi vô đấy là cố gắng hết mình để diễn. Và cái khi đó em nhớ cái xúc động nữa là bởi vì lúc đó là em vừa mới sinh bé Sóc, được tầm khoảng 14 tháng. Và trong quá trình đi thi thì có nghệ sĩ nhân dân Hồ Thu và nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ cùng một số các cô chú anh chị động viên rằng thôi bỏ bú cho bé đi để mà lấy sức đi vô trong kia thi. Chứ còn bây giờ mà bồng con theo rất là khổ. Thế nhưng mà em vẫn quyết tâm, vẫn cho con đi bú đủ 24 tháng. Vẫn quyết tâm. Và trong quá trình đi thì được một cái bé Sóc nó ngoan từ trong bụng mà ra ngoài, tới khi sinh ra nó ngoan vậy. Trong quá trình di chuyển trên đường đi một ngày một đêm như thế, bé không hề khóc, bé ngồi trên người mẹ. Và chị biết sao, lúc đó công nhận không hiểu cái động lực gì, em sức sức của em nó mạnh khỏe lắm,
cái nội lực của em không hiểu sao mà em là đủ sức để mà hát trong quá trình đi di chuyển ấy. Thì ngồi trên xe con nó bú cả một ngày một đêm trên xe, rồi trong quá trình di chuyển thì nó ngủ, em đâu ngủ được đâu, em phải cho người thế này đỡ con, và ngủ không được, đau lưng lắm, mệt mỏi ghê lắm. Tới nơi chiều hôm nay tới nơi thì sáng mai phải thi, thế thì khuya hôm nay là bắt buộc phải là chạy sân khấu, và chạy sân khấu đến 2-3 giờ sáng vậy đó, ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ à, mà tới nó ngủ chứ thật tình không ngủ, nằm để lưng cái thôi. Sáng hôm sau dậy đi thi, thế là em lại là cái người thi đầu tiên. Thường thì nói ra là đầu xuôi đuôi lọt, và lúc đó thì hy vọng là em là cái người mở đầu thành công, thì hy vọng là sẽ có 6 bạn thí sinh còn lại của đoàn sẽ thi thành công, và em mở đầu. Và một cái ấn tượng là khi em hóa trang xong ấy, chuẩn bị tới giờ thi, tới giờ ra sân khấu thì bé Sóc nó mẹ ơi mâm mâm mặc đồ hết rồi, đòi bú, thế là lại cho con bú và lên sân khấu diễn. Và ở nhà mà khi diễn ấy, cái lúc quá trình tập ấy, thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Hòa có chấm điểm, nói là bây giờ chú là giống như giám khảo, chú sẽ chấm. Trong quá trình tập thì chú khen em và chú nói rằng em 9 điểm 9 điểm 2, cái lúc 9.5 là cao nhất cho cái, nhưng mà cho cái vai Ngọc Hân dạ. Và chú chấm ở nhà để giống như mình đi thi, để mình lấy cái động lực ấy, chú chấm điểm. Thế mình khi mà đi ra thi ấy, em thi bữa cái đầu tiên em lên em hơi hồi hộp bởi vì mình vô cái đất cải lương đấy. Và cái thứ hai nữa là mình cảm thấy mình hơi bị rung, bắt đầu là tâm lý của mình hơi rung, tức là mình diễn với thường thường là gác tía trời đêm nhạc ánh trăng là đưa tay thế này, mà hôm bữa đó dạng như em lại thiếu đưa tay. Cái đó thì không có ảnh hưởng gì, mình muốn đưa cho nó tròn vẹn thôi, không đưa tay không ảnh hưởng gì hết. Thế mình biết à, hôm nay tâm lý mình nó không được vững cho nên mình thiếu đưa tay xíu, nhưng mà không sao. Bắt đầu được khoa 3-4 câu, bắt đầu sau này em diễn kiểu gì em không biết, em diễn cái gì nữa em không biết, rằng em diễn hay diễn dở. Mà thường thì em rất là vững về tâm lý, em diễn bữa nào em diễn tốt hoặc không tốt là em biết. Hôm đó em diễn xong em không biết gì, em đi lặng, im lặng đi về, em không nói một cái gì, em không hỏi rằng em hay hay dở. Tới khách sạn ở thì nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ nói rằng con hôm nay tốt đấy. Em mới hỏi con tốt hả chú? Đúng, con ở nhà chấm điểm 9.5, 9.7 cao nhất, thế nhưng hôm nay con được 9.8 và thậm chí con 10 điểm. Thôi em chỉ biết em về em mừng, em cầu nguyện là được cái gì đã thành tích cao. Qua hôm sau có những bài báo viết lên đề là Dương Nữ Thùy Dung cơn gió lạ. À, đúng rồi, tôi còn nhớ những cái khoảng thời gian đó rất là nhiều báo chí viết báo, về Thùy Dung trong vai Ngọc Hân công chúa. Chia sẻ một chút về quá trình bạn đến với đoàn và bạn nghĩ gì về Thùy Dung trong thời gian đó. Em học trước khi về đoàn, em học là mang cái tư tưởng là để đi học cho biết, là chứ không có yêu bộ môn bài tròi đâu. Bài tròi là chỉ là cái vô tình xong là nó gắn kết em với bộ môn bài tròi đơn giản của mình, này là mình yêu lúc nào không hay. Trong giai đoạn đầu á là em là một trong những bạn trong lớp là cũng không có mấy gì yêu nghề nổi bật, gọi là không có mặn mòi lắm, không có mặn mòi lắm. Chỉ là vô kiểu mình đi học để đối phó, không có mà cũng như là mình tốt nghiệp ra trường xong mình lao vô đi học là không, chỉ có cái trường để mình học thôi. Trong một thời gian học, cô mấy cô thầy chỉ dạy xong mình về tiếp xúc với cơ quan, với đoàn, mấy anh chị cô chú trong đoàn đi diễn, lúc nào cái nó yêu trong nhiễm trong mình không nào từ không từ. Ai nhiễm một cách từ từ, nhưng mà bản thân hình như là Phú, ba mẹ của Phú cũng là những nghệ sĩ như trong những cái gánh hát ở dưới làng quê mà, đúng không? Dạ, ba là trước là thuộc diễn viên tuồng Đầu Tấn à. Xong thời bao cấp thì có những vấn đề này nọ thì ba ra ngoài diễn ở ngoài, còn mẹ thì là một người nghệ nhân hát bài tròi cổ. Hiện tại bây giờ thì ba chồng của em thì đang là nghệ nhân ưu tú của tuồng không chuyên, và mẹ thì là nghệ nhân hát bài tròi cổ nhưng mà chủ nhiệm câu lạc bộ bài tròi ở tại Hoài Hương. Nói chung là nhà đều có cái gen nghệ thuật và rất là yêu nghệ thuật. Em cũng may mắn khi mà được làm dâu trong nhà. Và Phú của chúng ta có cái xuất phát điểm ban đầu thì cũng giống như là thanh niên bây giờ thôi, đôi khi cái con đường lập nghiệp của mình nó chưa rõ ràng, đúng không? Nhưng mà sau đấy thì vào trong cái không gian của đoàn ca kịch bài tròi lúc đó, rồi đổ luôn vào cái cô diễn viên rất là xinh đẹp và tài năng này. Ôi chị ơi, yêu như vậy là công sức của em động viên dữ lắm chị ơi. Em cũng động viên lắm, em theo động viên từng tí một đó chị ạ. Thế thì gọi là công rèn rũa kèm cặp chồng rồi còn gì nữa, đúng không? Đằng sau người đàn ông thành công là luôn có bóng dáng người phụ nữ mà. Mình
nghĩ là đặc biệt là đôi vợ chồng của bạn cùng nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi còn rất là trẻ trong cái lịch sử của trao giải vinh danh của nghệ sĩ ưu tú của cho hai vợ chồng ấy. Mình nghĩ là như vậy. Dạ, em nghĩ rằng trẻ thì cũng không trẻ đâu. Bây giờ cũng đã đúng cái lứa rồi, đúng cái lứa tuổi rồi. Nhưng mà cũng may mắn là em thấy may mắn là hai vợ chồng cùng lúc được nghệ sĩ ưu tú. Mới có 10 năm thôi, tính từ 10 năm trong những cái một loạt những cái thành công của hai bạn. Trong vòng 10 năm mà 5 cái huy chương vàng cá nhân thì mình thấy rất là ngạc nhiên, thấy một cái sự lao động rất là kinh khủng của hai bạn. Và năm trong cái quãng đời của 5 huy chương vàng rất là đáng nhớ đó, thì với em thì em cảm thấy là mình có cái kỷ niệm trong cái vai diễn cho cái huy chương nào? Dạ, trong cái đó thì em kỷ niệm nhất là cái vai Chế Vương Thành ấy. Ở trong vở Hồn Tháp rồi đó. Em tới bây giờ em vẫn nghĩ cái Chế Biên Thành là để làm cái vở ở đây là để cho em đóng cái thằng Chế Biên Thành đây. Ấn tượng nhất là qua đấy. Ấn tượng nhất rõ nhất là do em cái trong lúc nào cũng nghĩ là em lần đầu tiên. Lần đầu tiên được vai giao đạo diễn với lãnh đạo là cho trọng đảm nhận một cái vai chính mà xuyên suốt từ đầu đến cuối trong một cái vở đấy. Như trong khi nào đó là em cái lúc đó cái nghề em chưa chín, mới có bắt đầu hình thành là mình đã yêu và đang cố gắng thôi. Gần tuần đấy là em nhắm là cái vai em đảm nhận không có nổi. Em nói với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hồi Huệ là chú ơi cho con rút đi, để thấy chú tập rồi với con tập con khả năng con chưa tới. Làm chú Huệ cũng an ủi cũng kêu không con ráng tập đi, tập hết sức mình đi chị ơi. Mỗi lần làm vai gì vậy là chị biết sao ấy, tính ảnh đấy là thật sự ảnh nóng tính, rất là nóng vội. Ảnh rất yêu vai đó, thế nhưng mà bởi vì ảnh cứ sợ là mọi người vất vả vì ảnh, sợ đạo diễn Hoàng Huệ vất vả vì ảnh, cứ tập trung rồi khổ, cho nên là ảnh cứ ngại như vậy, cho nên là ảnh nói là thôi xin rút vai. Và động viên rất là nhiều, đạo diễn động viên rất là nhiều, em cũng động viên rất là nhiều, thế thì anh vượt qua được cái trở ngại đó và anh tập trung cho cái vai đó thì đã thành công. Thành công, rất thành công. Và vai đó cho tới bây giờ, lúc nãy mà anh kể, anh nói cái vai mà để anh gọi là kỷ niệm nhất thì anh chưa nghĩ ra đấy. Thì em định nhắc anh, ôi anh ơi cái vai Chế Biên Thành, em định nhắc ảnh như thế chị. Và nghe kể là những cái năm tháng đầu tiên thì hai bạn chưa phải là đóng đôi với nhau đâu, mà hồi đấy tôi nhớ là cái chặng đường đầu tiên, hành trình đầu tiên là Thùy Dung gắn với Hoài Tâm. Dạ đúng rồi. Phương Phú chỉ là một đóng trượt vai ra những cái vai khác thôi chứ không phải là đóng cặp. Thế thì bao giờ là các bạn bắt đầu là hợp sức và đóng cặp với nhau ở trên sân khấu? Phú. Hồi trước thì em cũng chưa hình dung được cái trong đầu em là để diễn cái này cái nọ sâu đấy. Một thời gian sau á là giữa Dung và anh Hoài Tâm đấy, là lúc đấy thì một cặp là đầu kép của đoàn dân ca thời đấy. Xong sau này cũng có một chuyện cá nhân của anh Tâm. Hoài Tâm gặp vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe là lúc đấy thì cũng là nghệ sĩ dân Hồi Huệ là giao vai cho em, là cũng động viên em, nói em là con ơi con hãy cố gắng lên, bây giờ anh Tâm như vậy, bạn con như vậy, con phải giờ không anh Tâm đâu rồi mà không ai làm được. Xong đó cái vở Kỹ Sư Phương, vở gì nhỉ, vai gì, Vương Thầm. Dạ. Đấy, từ đấy em bắt lên 24-25 gì chứ. Dạ. 25. Từ đấy em mê bác được diễn chung với Thùy Dung là một vai từ đầu tới cuối, mà hai vai chính cặp mà đầu kép nhau luôn ấy. Bắt đầu từ 24 là ảnh đóng cái vai trong Khó Tương Tư. Dạ. Nhớ chính xác lắm. Sau đó là bắt đầu từ 24 là cái chặng đường đầu tiên để đóng cặp với nhau, sau đó thì 25 là chính thức trong một cái vở được truyền hình trực tiếp, hồi đó mình gọi là sân khấu truyền hình trực tiếp của đài BTV đó. Là các bạn đóng cặp với nhau trong vở Hương Thầm. Sau đó thì đến bây giờ trong vòng hành trình 10 năm thì họ lại gắn kết với nhau rồi, từ nhảy lửa mà bây giờ thành thật rồi ạ. Đúng không? Họ luôn luôn là một cặp đồng hành với nhau rất là chặt chẽ, những đào kép chính trong tất cả những cái vở diễn mới của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định ở bên mảng ca kịch. Rồi, và được biết là rất là thú vị nữa là trong vòng khoảng 2-3 năm trở lại đây thì là họ lại hơi tách nhau ra một chút.
Bởi vì tôi phát hiện ra là Dung đã không còn đóng là đào chính nữa, mùi nữa, mà là bắt đầu hơi bước sang về phản cá tính, phản diện, thậm chí là rất là ác và rất là ngược với nhân vật của Phú. Ví dụ như là trong vai Tuyên Phi Đặng Thị Huệ này, đóng rất là ác như một cái con rắn này. Rồi vừa rồi thì trong vở ca kịch mới nhất Trả Lại Tên Em thì lại đóng là mẹ của Phú nữa. Nghĩa là chúng ta bắt đầu có cái sự đảo vai rồi. Điều đó nói lên là như là Dung bắt đầu là có một cái mong, cái thiên hướng biểu diễn của mình. Nói chung là khi mà làm nghề ấy, khi mà mình đã được một cái giới hạn nào đó, mình bắt đầu mình đã đạt được rồi, cái mốc ấy rồi, thì bây giờ mình muốn bung ra, muốn bứt phá ra để cho nó khác lạ với mình. Bởi vì là lâu nay là em hay đóng cái vai dạng như vai đào bi, đào mùi, hoặc những cái đào không phải là tính cách mà đào có tâm trạng. Cái sau này là khi mà mình đóng được trải nghiệm của rất nhiều cái vai diễn như thế rồi, bây giờ mình không muốn cái sự monotone nữa, nó lặp đi lặp lại nữa. Thế thì là mong có một cái vai nào đó nó phải trái ngược với tính cách của mình, nó không quan trọng là đào chính nữa. Có thể là cái vai đó là đào nhì hoặc đào gì cũng được, ít thôi cũng được, nhưng mà nó phải có một cái tính cách khác để mình thử sức của mình. Mình xem thử mình có đa dạng vai hay không, và mình có thể thể hiện được hay không. Nếu mình làm được như vậy thì mình làm được hết tròn vẹn như vậy, tức là chứng tỏ rằng mình thành công hơn nữa. Mình nghĩ đây là một cái tuyến, cái sự thay đổi mình nghĩ rất là thú vị. Mình nhiều khi mình ngạc nhiên đấy ạ. Thế còn Phú có nghĩ là ôi gắn bó với nhau cả chục năm trên sàn diễn như thế, thì bạn có nghĩ là mình sẽ trong tương lai mình sẽ có dự tính gì không? Bá bỏ mình đi rồi thì mình có dự tính gì không cho những vai diễn ạ? Thưa chị, là đó là một diễn viên á, là muốn diễn đa màu sắc, rất nhiều loại vai mình để mà thử sức. Nhưng em á, là lợi thế của em á là những vai trung hiền, những là mình nói tính cách gì bên võ, bên chính diện á, thì cái lợi thế mạnh nhất. Còn chuyển qua những cái vai nó khác tính cách của em đi, bây giờ phản diện đi, diễn vẫn được, vẫn tốt mà, nhưng riêng em nghĩ thôi, nhưng mà còn riêng em nghĩ là xong cái hình tượng mình đang ở chính diện vậy, mình chuyển qua cái bên kia thì nó khác mình quá, thì cũng khó thì cũng ra mình, theo em nghĩ là em giữ cái chính diện em đi. Rồi, cảm ơn hai nghệ sĩ ưu tú cũng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt là mình rất là vui bởi vì là Thùy Dung không chỉ là biểu diễn giỏi mà bạn ấy còn là người có cái khả năng chia sẻ, nói chuyện cũng như lý luận rất là tốt. Trong những cái chương trình phát thanh trực tiếp hoặc là những chương trình mà chúng ta cần phải có cái lời phát biểu hoặc nói điều gì là Thùy Dung luôn luôn là người giúp chúng tôi kết nối rất là nhiều. Thế thì cảm ơn cả hai bạn nữa. Trong thời gian tới, chúc cho hai tân nghệ sĩ của chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những cái hành trình, những cái bông hoa thiệt đẹp mới nữa. Bởi vì cái lời hẹn hò của nghệ sĩ nhân dân chúng ta vẫn để ngỏ tương lai. Dạ chắc chắn rồi chị, chắc chắn đấy là cái mục tiêu và là mục đích để bọn em phấn đấu vươn đến cái đỉnh của nghệ thuật. Vâng, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái thành công mới. Và với các bạn khán giả, chúng ta sẽ chào kết, chia tay chương trình này bằng một cái trích đoạn mở đó. Nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung và nghệ sĩ ưu tú Phương Phú, cặp đôi của vợ chồng trong cuộc sống đời thường, họ lại tiếp tục là cặp đôi của nhau trên sân khấu trong những vai diễn. Và đến đây thì chương trình cũng xin được nói lời chào. Hẹn quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Có phải em không? Anh Điền, là em đây. Em xin anh hãy tha cho nó. Nó chính là con ruột của em. Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây? Cường, mẹ đã dõi theo con và ba Du từ nước Mỹ trở về đây. Tại sao? Con hỏi mẹ là tại sao mẹ phải làm vậy? Vì mẹ biết được mục đích và kế hoạch của ba Du. Cường, mẹ xin con đừng dấn thân vào con đường tội lỗi. Dù mẹ đã gửi hồn nơi cửa Phật, không vướng bận bụi trần. Chuyện này
không liên quan gì tới mẹ. Đừng dại dột mà mang họa vào thân. Trước kia cậu của con cũng đã từng bỏ mạng vì thế đòn này đó. Còn không tin kìa, ông phải chết. Cường, 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 con không được làm điều trời không dung đất không tha. Mẹ nói sao kìa Tú? Là con anh đó. Sao? Em nói sao? Nó chính là con ruột của anh. Nói sao? Mẹ nói sao? Ông này là cha ruột của con sao? Không, con không tin, con không tin. Thế còn ba Du của con thì sao hả mẹ? Cường, đây chính là cha ruột của con. Còn chính là giọt máu tình yêu mà bao năm qua mẹ nâng niu gìn giữ. Trời, trơ treo muôn phần, trời gây chi cánh này. Bao xót xa dồn nén tâm hồn, quặn thắt lòng vì đâu. Giờ đứng như mơ hồ, mà sao bao đợt bão giông đâu ập đời mình. Biết nên làm sao đây, số phận xuôi chi đơn đầu dập dồn. Đau lòng con lắm mẹ, con nhìn trời đất như sương rơi phủ mờ. Cha mẹ nuôi con từ thuở còn thơ, đi trong hạnh phúc hướng bờ tương lai. Những mong tháng rộng ngày dài, những mong tháng rộng ngày dài, có ngày đền đáp công ơn sinh thành. Đây là người sinh thành ra con ư? Đây là cha ruột của con ư? Không, không phải, không phải là sự thật, nhất định là không phải. Mẹ, có phải là mẹ tạo nên chuyện hoang đường để cứu con phải không mẹ? Mẹ ơi, mẹ là dòng nước trong xanh, mẹ như trái ngọt trên cành cây cao, cho con hy vọng ước mơ. Lẽ nào lại để cho con rơi, con rơi xuống hồ? Cường, tất cả đều là sự thật. Mẹ thề có đất trời chứng giám. Trước kia mẹ và anh đã từng yêu nhau tha thiết, chỉ chờ ngày cưới. Mẹ đã mang trong mình giọt máu của anh ấy, nhưng vì số phận mẹ phải làm vợ của ông Du. Tất cả là do hoàn cảnh.